Đây là đang ở điểm bán đặc sản ở Thanh Hóa bạn nhá. Đây là nem chua, chủ yếu là nem chua thôi. Đây là có cơm cháy nè. Em ơi, tí quên này, nãy định lên xe. Đây là bán đặc sản, bán đặc sản ở Thanh Hóa bạn ơi. Đây là bán nước mắm, bán các loại nước mắm, mắm tôm, mắm tép rồi. Đây là nước mắm Thiên Hương đây, tôm mắm tép. Ở ngoài kia thì mua một cái giò bê, vừa mua cái giò bê mới cả mua cái nem chua rồi. Nem chua ăn ngon lắm. Giò bê, giò nghé, đặc sản Thanh Hóa, ngon. Đây này, cái lấy mua này, cái này là cái to, to cái nhỏ. Mua giò bê cho mua. Đây em mua hai cái giò bê, mấy mười cái đem to. Nhớ nhớ lấy cái sạc.